Xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ lên cho anh chị và các bạn chiếc xe được coi là em út của nhà Toyota, đó chính là Toyota Wigo. Chiếc xe Wigo phiên bản G sản số tự động sản xuất 2021 này hiện đang được chào bán tại Toyota Xuân Mỹ Đình, có địa chỉ tại số 15 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Anh chị và các bạn nào quan tâm thì có thể qua bên xem xe trực tiếp nhé. Xe còn rất là mới và đẹp luôn ạ. Máy 1.2 số tự động, màu bạc. Về pháp lý, xe này là xe cá nhân biển Hà Nội, hiện đang được rút hồ sơ. Xe này chạy khoảng 39.000 km, còn rất là mới và đẹp ạ. Đây là dán mâm và lốp của chiếc xe ạ. Sau đây em sẽ đi vào chi tiết để anh chị và các bạn có thể tham khảo kỹ hơn nhé. Đây là khoang lái của chiếc xe này. Chiếc xe có nội thất ghế da màu đen, rất là sạch sẽ và dễ vệ sinh. Đây là các phím ấn trên tappi cửa này. Tappi cửa còn rất là mới và đẹp luôn ạ. Đây là vô lăng ạ. Vô lăng ba chấu này, kết hợp với đồng hồ hiển thị này. Đây là màn hình này. Đây là cần số ạ. Đây là trần nỉ này. Trần nỉ vẫn còn rất là sạch sẽ nhé. Đèn nổ thông minh start top ạ. Đây là khoang nội thất phía sau của xe ạ. Phân khúc xe 5 chỗ nhỏ xinh, nên là anh chị và các bạn nào quan tâm có thể cân đối em này. Đây là các chi tiết như là ốp bản lì này, keo chỉ của xe. Xe còn rất là mới và đẹp nguyên bản theo xe ạ. Toyota Xuân Mỹ Đình bán xe ra thì sẽ cam kết cho anh chị là xe đã được kiểm tra 176 hạng mục của Toyota, cam kết là xe không tai nạn, không nổ máy, không thủy kích và không phạt nguội nhé. Xe còn rất là mới và đẹp luôn. Ngoài ra bên em vẫn hỗ trợ mua xe trả góp lên tới 70% giá trị của xe, do tài chính Toyota cho vay trực tiếp, thế nên là lãi suất cực kỳ ưu đãi. Em sẽ quay rất là chi tiết và chân thật các ví dụ như là các cánh cửa này, keo chỉ này, ốp bản lề của xe. Ngoài ra thì xe này đã được trang bị là dán kính trải sàn này, vé che mưa ạ. Anh chị lấy về đăng ký sang tên là Lan Ánh ạ. Sau đây em sẽ đi vào khoang động cơ nhé, anh chị và các bạn có thể tham khảo kỹ nhất. Đây là khoang động cơ của xe nhé. Đây là khoang động cơ của xe này. Ốc chân máy, ốc mặt máy vẫn còn nguyên bản theo xe luôn ạ. Xe còn rất là mới và đẹp. Chiếc xe Wigo phiên bản 1.2 số tự động sản xuất 2021 này hiện đang được chào bán tại Toyota Xuân Mỹ Đình với giá là 360 triệu. Giá này thì vẫn còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn nào liên hệ trực tiếp với số hotline đang hiển thị trên màn hình nhé. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn tại các video tiếp theo ạ.